Chào mừng các em trở lại với chuyên đề hóa học trung học cơ sở. Ở các bài học trước, các em đã học xong chuyên đề 1 là đại cương hóa học trung học cơ sở, hay còn gọi là nhập môn hóa học trung học cơ sở. Tiếp theo các em sang học về chuyên đề 2. Các em sẽ tìm hiểu về hóa học vô cơ trong chương trình hóa trung học cơ sở. Ở trong chương trình hóa vô cơ trung học cơ sở, các em sẽ được tìm hiểu về các đơn chất, đó là kim loại, phi kim, các hợp chất là các loại oxit, axit, bazơ và muối. Các em cũng sẽ được làm quen với các bài tập về nhận biết tách chất, và thầy cũng sẽ cung cấp cho các em phương pháp giải nhanh các bài tập hóa trắc nghiệm, cùng với đó là một số bài tập hóa vô cơ tổng hợp ở dạng nâng cao trong chương trình thi học sinh giỏi cũng như thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Chuyên đề thứ 2, hóa vô cơ. Các em vào bài học số 8, chúng ta sẽ tìm hiểu về oxit. Trước ta đi tìm hiểu về khái niệm. Oxit là hợp chất của oxy và một nguyên tố hóa học khác, ví dụ magie oxit, nhôm oxit, nitơ oxit, natri oxit, sắt oxit, chrome oxit, vân vân. Công thức tổng quát của một oxit được viết ở dạng MXOY, trong đó M là nguyên tố hóa học khác với oxy, XY là số lượng nguyên tử của nguyên tố M, nguyên tố oxy, X là số lượng nguyên tử của nguyên tố M, còn Y là số lượng nguyên tử của nguyên tố oxy. Trong đó thì XY là các số tự nhiên nằm trong khoảng từ 1 đến 7. Phân loại oxit thì các loại oxit được phân ra thành 4 loại. Thứ nhất là oxit bazơ. Oxit bazơ là oxit tác dụng với dung dịch axit để tạo thành muối và nước. Ví dụ natri oxit, đồng oxit, sắt hai oxit, vân vân. Loại oxit thứ hai là oxit axit. Oxit axit là oxit mà tác dụng với dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước. Ví dụ như CO2, carbon dioxide, SO3, lưu huỳnh, trioxit. Loại oxit thứ ba là oxit lưỡng tính. Oxit lưỡng tính là oxit mà tác dụng được với dung dịch bazơ và cũng tác dụng được với cả dung dịch axit để tạo thành muối và nước. Ví dụ như nhôm oxit, kẽm oxit. Loại oxit thứ tư là oxit trung tính. Oxit trung tính là oxit không tạo muối, không tác dụng với dung dịch bazơ, không tác dụng với dung dịch axit và cũng không tác dụng với nước. Ví dụ carbon oxit CO, nitơ oxit NO, carbon monoxit, nitơ monoxit. Các em sang phần 2 nhỏ về tên gọi của oxit. Tên gọi của oxit bằng tên nguyên tố hóa học cộng với oxit. Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì sau tên kim loại sẽ ghi hóa trị của kim loại trong phân tử oxit. Ví dụ Fe2O3 đọc là sắt 3 oxit, hay Cu2O đọc là đồng 1 oxit. Nếu phi kim có nhiều hóa trị thì sau tên tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim, ta sẽ cộng thêm tên phi kim và cộng thêm tên tiền tố
chỉ số nguyên tử oxy sau cộng oxit. Ví dụ N2O3 nó sẽ đọc là denatur trioxit, hay như CO đọc là carbon monoxide. Về tên gọi các tiền tố thì các em lưu ý, 1 là mono, 2 là di, 3 là tri, 4 là tetra, 5 là penta, 6 là hexa và 7 là hepta. Các em sang phần thứ 3 là tìm hiểu tính chất hóa học của oxit. Tính chất thứ nhất là tác dụng với nước. Một số oxit bazơ tác dụng trực tiếp với nước tạo thành dung dịch kiềm. Ví dụ natri oxit, kali oxit, canxi oxit, bari oxit. Phương trình minh họa như là canxi oxit cộng với nước tạo thành canxi hydroxit. Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit như là P2O5, SO2, SO3, CO2, vân vân. Ví dụ SO3 cộng với H2O để tạo thành H2SO4. Tính chất thứ hai là tác dụng với axit. Oxit axit và oxit lưỡng tính tác dụng với axit để tạo thành muối và nước. Ví dụ CaO cộng với HCl để tạo thành CaCl2 cộng với H2O. Oxit của kim loại chưa có hóa trị cao nhất thì khi tác dụng với axit có tính chất oxy hóa mạnh như là axit nitric HNO3 và axit sulfuric HSO4 đặc nóng thì còn tạo ra thêm chất khí cùng với muối và nước. Muối ở đây sẽ tạo thành muối của kim loại đó được đẩy lên hóa trị lớn nhất. Ví dụ FeO thì trong công thức của oxit sắt 2 này thì sắt mới ở hóa trị 2, chưa phải hóa trị cao nhất vì hóa trị cao nhất của sắt là hóa trị 3. Chính vì vậy, khi sắt 2 oxit tác dụng với axit nitric thì sẽ tạo thành muối sắt 3 nitrat FeNO3 3 lần và sinh ra khí nitơ oxit cùng với nước. Các em có thể theo dõi phương trình. Tính chất thứ ba là tác dụng với bazơ. Oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm là dung dịch bazơ ấy. Tùy thuộc tỷ lệ mol các chất phản ứng sẽ có thể xảy ra các trường hợp như sau. Các em chú ý, trường hợp 1 là sẽ tạo thành muối trung hòa như là CaCO2 cộng với 2 NaOH để tạo thành Na2CO3 cộng với nước. Trường hợp thứ hai, nó có thể tạo thành muối axit như là CO2 cộng với NaOH để tạo thành NaHCO3. Và trường hợp thứ ba, nó sẽ có thể tạo thành một hỗn hợp hai muối, tức là gồm cả muối trung hòa và muối axit. Các em theo dõi hai phương trình. Vậy thì khi nào nó xảy ra trường hợp 1, khi nào xảy ra trường hợp 2, khi nào xảy ra trường hợp 3? Đó là phụ thuộc vào cái tỷ lệ mol của oxit với bazơ. Cụ thể như sau. Nếu như ở đây cụ thể trong phương trình này, nếu như tỷ lệ mol của oxit của khí carbonic với natri OH là 1:2 thì tạo ra muối trung hòa. Nhưng nếu như tỷ lệ mol là 1:1 thì tạo thành muối axit. Nhưng trong trường hợp tỷ lệ mol của carbonic với lại natri OH mà nằm trong khoảng lớn hơn 1 nhưng lại nhỏ hơn 2 thì sẽ tạo ra một hỗn hợp hai muối. Sau này khi các bài tập minh họa phía sau
thì tôi sẽ lưu ý cũng như hướng dẫn các bạn cách giải cụ thể hơn. Một lưu ý nữa là oxit nước tính thì tan trong kiềm tạo thành muối và nước. Ví dụ nhôm oxit sẽ tan trong dung dịch natri OH để tạo thành NaAnO2, tức là nhôm natri aluminat và nước. Tính chất thứ tư, oxit bazơ tác dụng với oxit axit. Thì một số oxit bazơ, tức là oxit của các bazơ tan tương ứng sẽ tác dụng với oxit axit để tạo thành muối. Ví dụ CaO cộng CO2 để tạo thành CaCO3. Tính chất thứ năm, oxit kim loại hoạt động trung bình yếu, tức là những oxit của những kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học thì bị khử bởi nhôm, bởi hydro, bởi carbon hoặc carbon oxy monoxit để tạo thành kim loại. Ví dụ những oxit đồng, đồng hydroxit sẽ bị khử bởi carbon monoxit để tạo thành đồng và khí carbonic. Đồng hydroxit có thể bị khử bởi hydro tạo thành đồng và nước. Không phải là phải được mà mình phải sắt hydroxit tác dụng với nhôm để tạo thành sắt và nhôm oxit. Phản ứng của oxit kim loại với nhôm tạo thành kim loại và nhôm oxit. Người ta gọi phản ứng này là phản ứng nhiệt nhôm. Các em sang phần thứ tư là điều chế oxit. Kim loại hoặc phi kim tác dụng với oxy để tạo thành oxit tương ứng. Phương pháp nữa là có thể nhiệt phân bazơ không tan như là đồng hydroxit nung qua nhiệt độ để tạo thành oxit đồng và nước. Hoặc có thể nhiệt phân muối như là muối canxi carbonat nhiệt phân tạo thành canxi oxit và nước. Các em sang phần 5 nhỏ, một số oxit thường gặp CO2 hay còn gọi là carbon dioxide, tên thường gọi là khí carbonic. Đây là oxit không duy trì sự cháy và có thể nhận biết được bằng dung dịch nước vôi trong CaOH hay là phương trình minh họa để nhận biết khí CO2. SO2 tên gọi là lưu huỳnh dioxit hay còn gọi là khí sunfuro. Khí này không màu, mùi hắc và khá độc. Acid tương ứng là H2SO3, acid sunfuro. Khí này làm mất màu dung dịch brom. Phương trình phản ứng là SO2 cộng brom cộng nước tạo thành HBr cộng H2SO4. Phản ứng trên là phản ứng để dùng để nhận biết ra khí sunfuro. SO3 lưu huỳnh trioxit là chất lỏng không màu, axit tương ứng là axit sulfuric. Phương trình phản ứng là SO2 cộng với O2 xúc tác là V2O5 và nhiệt độ để tạo thành SO3, và sau đó SO3 cộng với nước để tạo thành axit sulfuric. Oxit nữa thường gặp là CaO, tức là canxi oxit, còn gọi là vôi sống, là oxit bazơ điển hình có tính hút ẩm mạnh, tức là rất háo nước. N2O, đi nitơ oxit hay còn gọi là khí cười. Khí này gây hưng phấn giống như ma túy và có thể gây nghiện.
Các em chuyển sang tìm hiểu và làm một số bài tập về oxit để chúng ta hiểu rõ hơn về lý thuyết. Bài 1. Những oxit nào sau đây là oxit bazơ? Các em quan sát có 4 nhóm oxit. Viết là A, B, C. Đây. Vậy thì để làm trả lời những câu hỏi này thì hãy lưu ý các em một cách để chúng ta có thể làm nhanh được, là chúng ta chỉ cần tìm ra được trong dãy có một oxit không phải oxit bao giờ thì chúng ta sẽ loại phương án trả lời đó. Đây, chúng ta thấy A, chúng ta nhìn ngay thấy CO2 là oxit axit. Như vậy phương án A chúng chọn. D, chúng ta thấy có CO2 cũng không chọn, như vậy chúng ta sẽ chỉ còn B và C. B và C thì chúng ta thấy có Al2O3 là nhôm oxit, là một oxit nước tính, là một oxit nước tính. Như vậy ta chọn phương án B, đáp án B. Em sang bài 2. Cho các oxit sau: CO2, SO2, CaO, N2O, CO, MgO, có mấy oxit tác dụng được với nước? Như vậy chúng ta phải xem những oxit nào tác dụng được với nước. Phần lý thuyết đã học. Đó là những oxit nào? Đó là những oxit axit này, những oxit, một số oxit bazơ để tạo thành dung dịch bazơ. Thì đây chúng ta sẽ thấy có CO2, SO2, CaO, N2O. Còn bazơ của đồng oxit tương ứng là CuO không tan, magie hydroxit cũng không tan. Như vậy sẽ chỉ có 4 chất tác dụng được với nước. Bài 3. Cho các oxit sau, có mấy oxit tác dụng được với dung dịch axit clohydric? Thế chúng ta thấy những oxit bazơ sẽ tác dụng được với axit. Như vậy chúng ta sẽ thấy có 3 oxit bazơ. Như vậy đáp án 3. Bài 4. Cho các oxit CO, SO2, CaO, Al2O3, MgO, CaO, có mấy oxit tác dụng được với dung dịch bazơ? Đây chúng ta sẽ thấy những oxit mà tác dụng được với bazơ, đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là oxit axit và các oxit nước tính. Như vậy đáp án A là có A. Xem vào xem bài tập số 5. Khi cho dung dịch axit clohic tác dụng với 6,5 gam hỗn hợp kẽm và kẽm oxit, thấy thoát ra khí A, đốt cháy khí A thu được 0,9 gam nước, tính thành phần phần trăm về khối lượng của kẽm trong hỗn hợp ban đầu. Vậy để giải bài tập này thì chúng ta thấy ở đây liên quan đến các phản ứng của oxit kim loại phản ứng với axit. Như vậy chúng ta sẽ, đầu tiên ta sẽ viết các phương trình hóa học. Ba phương trình hóa học xảy ra. Đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol của nước. Vậy một trong những cái nguyên tắc của hóa học, các bạn học sinh học thường có câu là có số mol là sẽ có tất cả, không có số mol là không có gì. Như vậy để giải quyết các bài tập hóa học, nếu có thể
thì chúng ta nên chuyển lượng của các chất chuyển về số mol. Đầu tiên ta sẽ tính được số mol của nước bằng 0,05 mol. Vậy thì theo các phương trình số 1 và số 3, số mol hydro sẽ chính bằng số mol nước và bằng 0,05 mol. Vậy từ số mol hydro ở phương trình 3 này bằng số mol hydro phương trình 1 rồi, thì ta sẽ tính được khối lượng của số mol của kẽm và tính được khối lượng của kẽm. Từ khối lượng của kẽm ta lấy khối lượng của hỗn hợp trừ đi khối lượng kẽm thì ra khối lượng của kẽm oxit, và từ đó ta tính được phần trăm. Các bạn, ta sẽ giải cụ thể như sau. Khối lượng của kẽm là trên là số mol kẽm bằng số mol hydro theo phương trình số 1 và 0,05 mol. Vậy thì khối lượng của kẽm, các em sửa cho này, kẽm là 0,05 nhân 65 bằng 3,25 gram. Vậy phần trăm khối lượng của kẽm trong hỗn hợp ban đầu sẽ là 3,25 chia 6,5 nhân 100% bằng 50%. Khối lượng của kẽm, kẽm sữa, đây khối phần trăm của kẽm. Đáp số là 50%. Các em sang bài tập số 6. Cho 1,6 gam đồng hai oxit tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 20%. Viết phương trình phản ứng tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Với bài tập này, chúng ta thấy cho hai chất phản ứng với nhau và người ta cho lượng, hai chất này đều cho lượng cụ thể rồi. Vậy thì chất nào dư, chất nào phản ứng hết, chúng ta phải lưu ý để chúng ta tính theo cái chất phản ứng hết chứ không tính theo chất dư. Và thứ hai là tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Sau phản ứng thì sẽ có chất tạo thành, tức là sản phẩm, và có thể có các chất còn dư nếu có. Nó giải cụ thể như sau. Thế là viết phương trình phản ứng hóa học của đồng oxit với axit sulfuric sẽ tạo thành đồng sunfat và nước theo phương trình như trên. Và phương trình hóa học này đã được cân bằng. Phương trình này là tự cân bằng rồi nên chúng ta không cần cân bằng nữa. Và lưu ý các em khi giải phương trình hóa học là chúng ta phải cân bằng phương trình. Có nhiều thầy giáo nói rằng là phương trình hóa học nếu các em không cân bằng thì thầy không trừ điểm. Đúng là thầy không trừ điểm thật, nhưng mà thầy không chấm. Vì đã không cân bằng thì phương trình hóa học sai, mà phương trình hóa học đã sai thì dẫn đến những cái tính toán của nó sẽ sai. Có điểm đâu mà trừ, đúng không ạ? Chúng ta tính phần trăm của dung dịch sau phản ứng. Trước hết ta đi tính số mol chất. Số mol của đồng oxit sẽ là 0,2 mol, và số mol của axit sulfuric chết là ta tính khối lượng 20 gram. Vậy từ khối lượng này ta suy ra số mol axit sulfuric bằng gần bằng 0,2 mol. Vậy theo phương trình phản ứng thì chúng ta thấy số mol của đồng oxit phản ứng sẽ bằng số mol axit sulfuric phản ứng và bằng số mol của đồng sunfat tạo thành vào 0,02 mol. Bởi vì tỷ lệ phản ứng đây là 1:1. Do đó mà nhìn vào cái số mol này chúng ta thấy số mol ban đầu của axit sulfuric gấp gần 10 lần số mol của đồng, nên đương nhiên là axit sulfuric sẽ dư rất là nhiều. Vậy số mol axit sulfuric dư sẽ bằng 0,2 trừ 0,02 bằng 0,18 mol. Vậy sau phản ứng chúng ta trong dung dịch sẽ có 0,02 mol của đồng sunfat và 0,18 mol axit sulfuric dư. Vậy khối lượng dung dịch sau phản ứng sẽ bằng
khối lượng dung dịch trước phản ứng cộng với cái chất tan, chính là lấy khối lượng của đồng oxit là 1,6 gam cộng với 100 gam dung dịch axit sulfuric bằng 101,6 gam. Từ đó ta tính được nồng độ phần trăm các chất dung dịch sau phản ứng. Nồng độ phần trăm của đồng sunfat sẽ bằng 0,02 nhân với khối lượng mol của đồng sunfat là 160 chia khối lượng của dung dịch là 101,6 nhân 100 bằng 3,5%. Tiếp theo là nồng độ phần trăm của axit sulfuric sau phản ứng. Đây là nồng độ axit này dư đấy. Thì sẽ bằng khối lượng của axit sulfuric là bằng 20 gam trừ 0,2 nhân 98 chia khối lượng của dung dịch 101,6 nhân 100% và gần bằng 17,76%. Như vậy trên đây là thầy đã giới thiệu với các em về bài học về oxit và có hướng dẫn các bạn giải một số bài tập trắc nghiệm cũng như tự luận của hóa học có liên quan đến oxit. Sau khi xem video này thì các em về nhà sẽ làm thêm nhiều các bài tập liên quan đến oxit, cũng như chúng ta có thể xem lại video một vài lần để các em hiểu chắc về mặt lý thuyết cũng như phương pháp giải các bài tập. Ở bài tiếp theo các em sẽ học về axit. Bài học của thầy đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài học lần sau.